Ok, chào mọi người. Bữa nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa cái máy máy dùa Mini Pro KP50, 55 and 60. For those who are non-Vietnamese, you can turn on the subtitles. I have the subtitle in English for you guys. Alright, nhiều lần khi mà mình làm rớt dùa đó, thì cái máy dùa nó sẽ kêu ha. Kêu ví dụ để mở ra nghe. Thì khi mà mình làm rớt cái dùa, cái đầu dùa này á, thì nó kêu giống như là máy cày vậy đó. Đó, thì lý do tại sao? Thì tại vì nó có hai cái bạc đàn ở trong cái đầu dùa này nè. Nó có thể bị bể hoặc là nó bị cong ở trong nó. Thì khi mà cái máy nó chạy á, thì nó sẽ bị ồn. Đó, thì thứ mình cần bây giờ là hai cái bạc đàn và một cái dao lam nhỏ nhỏ như thế này. Ok. Rồi, thì mở nó ra như thế nào? Thì bây giờ mình lấy cái đầu dũa ra trước ha, lấy cái này ra trước, xong rồi vặn nó vào như vậy. Xong rồi ai mà có kềm á thì mình xài kềm, ai mà có tay mà mở được như thế này á thì mình cầm ở cái phần này trở lên ha, mình cầm ngay đây. Xong rồi vặn nó ra, vặn nó theo kiểu giống như vặn trái nước sơn vậy đó, vặn nó ra thì nó sẽ ra như vậy. Đó, thì vặn cứ vặn nó ra như vậy. Thì đây là phần mình cần sửa. Đó, toàn bộ cái đó của nó ở đây. Rồi, cái này bỏ sang bên. Nhưng mà trước tiên á, là mình phải feel coi cái thử cái đầu dũa nó có bị kẹt hay không. Đó, khi mà mình cầm cái ở giữa này nè, cầm mình xoay vậy thì mình sẽ nghe nó cà. Mình cảm nhận được là nó cà. Với lại á, là mình khi mà mình xoay mạnh vậy á, cái đầu dũa nó không có xoay, thấy không? Mình xoay như vậy á thì cái đầu này nó không có xoay nhiều. Là tại vì sao? Tại vì hai cái bạc đàn này nó hư rồi. Đó, thì mình cần thay hai cái bạc đàn đó. Rồi, thay nó như thế nào? Thì ở trang người ta có cái đồ mở cái C-clip này, nhưng mà mình không có thì mình xài cái dao lam này cũng được. Cách làm như thế nào? Thì mình á thấy cái C-clip không, khi mà cái restrainer clip này nè. Đó, khi mà nhìn kỹ vô á thì nó có một cái chỗ hở ngay đây. Có một cái chỗ hở ngay đây thì mình sẽ xài cái đầu của cái dao lam á. Mình lấy cái tay mình giữ cái ửng sau này ha. Xong mình lấy cái đầu này nè, mình đưa nó vô, xong mình nảy nó ra, đưa nó cứ giữ chắc. Xong rồi đưa cái này vô. Bẻ nó ra, đó thấy không? Bẻ nó lên. Khi mà bày được một phần rồi á, mình nhét cái móng tay của mình vô đây để giữ nó lại. Xong rồi lấy cái đầu này, mình tiếp tục bày nó ra. Ok. Cứ bày lên từ từ vậy đó. Bày nhẹ nhẹ thôi nha. Đó. Xong rồi bây giờ thấy nó ra đều rồi cái gì? Lấy cái ngón tay kia, bày cái là nó ra thôi. Đó. Một cái. Đó. Xong rồi cái này. Nhớ bỏ theo thứ tự tí, nhớ mà bỏ vô nha. Rồi, lấy cái này ra, lấy cái này, đó. Rồi hai cái này, lấy có hai cái vòng nữa, rồi tới cái bạc đạn số 1, xong cái này, rồi tới cái bạc đạn số 2, thì mình thay cả hai cái ha. Đó, lấy hai cái bạc đạn này ra, thì trong này có một cái phần slide với một cái lò xo nữa. Cái lò xo này á, muốn thì mình có thể bỏ một ít cái grease này vô để làm gì để khỏi nó chà, với lại nó không có bị nóng ha. Nó rồi bỏ cái mới vô, rồi bỏ ngược lại thôi. Bỏ tới cái đó, xong rồi tới vòng số 1. Rồi, tới cái vòng bẹp ha, vòng bẹp màu bạc này nè, cái vòng bẹp á. Bỏ vô. Xong rồi tới cái vòng xoắn xoắn này. Cái vòng xoắn xoắn này. Nhưng mà cái vòng xoắn xoắn này á, mình có một cái mẹo là mình bẻ cho nó cong một tí, đừng có bẻ nhiều quá, nhưng mà mình bẻ cái nó cong một tí để làm gì? Để làm cho nó khỏi kêu ha. Đôi khi á mình bỏ cái bạc đàn mới vô nó không có hết được, mà nó chỉ, nhưng mà khi mà mình bẻ cong cái này lên một tí á, bỏ vô thì nó êm hơn. Đó, rồi bỏ vô lại. Xong rồi bỏ được mọi thứ vô thôi ha. Rồi bỏ này. Rồi cuối cùng là nhấn cái C-clip. Cái C-clip này thì mình
nhấn ngược nó vô như vậy thôi. Đó, rồi nhấn nó xuống. Đó. Và nó khi mà C clip nó vô là nó vô như vậy. Rồi, xong rồi khi mà mình bỏ vô rồi mình thử ha. Thử thì mình xoay thì cảm thấy nó không có bị cà nữa. Với lại mình xoay thì thấy cái đầu dũa nó xoay cũng nhẹ hơn. Đó là một thứ. Rồi. Rồi, bây giờ có nhiều bạn khi mà mình gỡ cái này ra đó thì mình vô tình mình kéo cái này. Đó, thì khi mà mình kéo ra như vậy á thì nó rớt ra một cái vòng tròn nè. Đó. Hai cái viên bi. Với lại một cái lò xo. Đó. Thì á, cái lò xo hai viên bi này với lại cái vòng tròn này là để cho mình khi mà mình vặn á thì nó khóa cái đầu dũa này. Khóa cái đầu dũa này với cái máy dũa, thì khi mà mình lỡ tay mình kéo nó ra như vậy á thì cái lò xo rồi cái viên bi với cái vòng này nó rớt ra, thì mình muốn bỏ vô thì mình bỏ như thế nào? Thì trước tiên á là mình lấy một ít lotion hoặc là cái grease đó, mình bôi lên trên cái hai cái viên bi này ha. Bôi lên trên đó. Rồi không thêm bôi lên đâu, xong rồi mình để đó. Cứ để kệ nó đó đi. Xong rồi mình lấy cái lò xo đó, mình bỏ vô. Rồi lấy cái vòng tròn này, mình bỏ vô. Bỏ nó vô như vậy. Xong rồi cái vòng này, vòng màu đỏ này thì mình canh với cái màu đỏ này ha. Xong rồi mình lấy một cái viết, mình cắm vô ở giữa. Đó, cắm cái viết vô ở giữa. Xong rồi mình đẩy nó tới, nó kiếm một cái tường hoặc là cái bàn hay gì đó, mình đẩy nó xuống. Thì khi mà mình đẩy thì mình thấy cái vòng tròn đó nó mô ha. Nó mô thì mô tới cái chỗ nào, mô tới khi nào mà mình thấy cái rãnh của cái vòng tròn đó nó ngang với lại cái rãnh của cái đầu dũa nè. Xong rồi mình bỏ viên bi vô ha. Bỏ viên bi vô. Để nó xuống như vậy. Xong rồi mình bỏ viên bi đầu tiên vô. Rồi giữ nó y chang vậy ha. Xong mình xoay. Xoay rồi bỏ viên bi thứ hai vô. Xong rồi mình đẩy cái cục này xuống, canh hai cho cái màu đỏ nó bằng nhau này. Đẩy nó xuống. Xong rồi mình lấy cái viết ra thôi. Là nó vô. Đó. Là nó vô ha. Cái mục đích của cái grease hoặc là cái lotion á, là để giữ cho viên bi nó khỏi rớt ra. Thì khi mà mình xoay á thì cái viên bi nó không rớt ra, thì mình bỏ nó vô dễ dàng hơn. Xong rồi ha. Bây giờ mình chỉ còn bỏ cái này vô lại nữa thôi. Thì mình có một cái vòng này nữa. Cái vòng này mà cái phần rãnh nhỏ nhỏ lên nè, thì nó quay vô với cái đầu này. Rồi đẩy này vô. Xong rồi mình bỏ này vô, mình vặn lại. Nhớ vặn chặt chặt tí ha. Tại vì khi mà mình xài, mình rung máy đó, đôi khi nó bung ra thì nó bất tiện. Vặn chặt tí. Xong rồi bỏ đầu dũa vô. Bỏ đầu dũa vô. Test máy thử ha. Đó, mình có thể cảm nhận được là cái máy nó chạy êm hơn và mềm hơn, ok. Đó, rồi, đó là cách mà các bạn sửa cái máy dũa này ha. Chúc các bạn may mắn.